Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện biểu quyết đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Việt Hùng do chuyển công tác khác, thảo luận thông qua tờ trình bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã bầu đồng chí Chu Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 33/33 phiếu. Trước đó, đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện được Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Chu Đức Anh, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.